Cả nhà mình ơi, hôm nay chúng ta sẽ ăn một món rất là ngon, đó là món đậu lăng hầm lên rồi chúng ta sẽ trộn với các loại rau củ salad theo mùa. Chúng ta ăn công thức này rất là dễ ăn và rất là ngon miệng. Thì cái đậu lăng của chúng ta ấy, tên tiếng Anh là lentil, thì cái loại hạt đậu lăng này ấy, nó giống như hạt đỗ xanh của chúng ta, nó giàu hàm lượng chất sắt, giàu hàm lượng protein, giàu hàm lượng chất xơ. Thì chúng ta cách nấu thì em có gửi cái link cho anh chị em mình tham khảo, chúng ta biết cách nấu nhé, rất đơn giản đấy ạ, giống như kiểu chúng ta hầm đỗ đen, đỗ xanh, đỗ đỏ. Thì cái hạt đậu lăng này mà em rất hay dùng nấu cháo, nấu súp, bởi vì nó có cái vị đặc tự nhiên rồi. Thì chúng ta dùng một phần đậu lăng ở đây này, sau đó là chúng ta sẽ dùng một nắm rau xà lách thì chúng ta theo mùa chúng ta ăn. Nhà mình có bao nhiêu loại rau xà lách thì chúng ta tùy theo khẩu phần. Em cho thêm một chút dưa chuột cắt nhỏ này, một chút ớt ngọt cắt nhỏ này, một chút củ cải đỏ này nếu mình có mình cho vào cho nó ngon này, một chút cà chua này, và mình cho thêm một chút lá rau mùi của chúng ta. Khi chúng ta ăn thì chúng ta trộn đều lên, chúng ta ăn rất là ngon. Đối với những người đang bị bệnh, ví dụ như bệnh tim, bệnh thận hay là bệnh ung thư, bệnh gan, những bệnh mà chúng ta phải giảm chế độ ăn mặn ấy, thì chúng ta chỉ cần trộn lên chúng ta ăn. Bởi vì trong đậu nó đã có cái vị đậm đà rồi, không cần phải cho gia vị. Nếu như chúng ta không phải giảm chế độ ăn mặn thì chúng ta có thể cho thêm một chút muối hồng lên. Chúng ta sẽ cho một chút xíu thôi, không cần cho nhiều. Đấy ạ. Mình giảm đi thì nó sẽ tốt cho mình hơn. Đấy. Và còn đối với chất béo thì tương tự, đối với những người liên quan đến bệnh lý mà chúng ta phải giảm chất béo thì chúng ta không cho cần cho dầu. Còn nếu như cho thì chúng ta cho cái loại dầu dầu hạt lanh hoặc là dầu ô liu. Đấy, chúng ta sẽ cho một chút vào đây và chúng ta đảo lên, chỉ khoảng 3ml thôi. Đấy. Thì chúng ta cho một chút dầu và chúng ta đảo lên, chúng ta ăn rất là ngon nhé. Mình có thể tạo thêm một cái vị nữa, ví dụ như anh chị em mình thích ăn tỏi, có thể bào thêm một chút tỏi vào nữa, nó cũng rất là ngon cho mình. Thì tùy theo khẩu phần của anh chị em mình. Thì cách xây dựng một bữa ăn cực kỳ đơn giản, không mất nhiều thời gian, mà ăn chúng ta ăn xanh thì nhanh khỏe. Đặc biệt đối cho những người liên quan đến vấn đề bệnh lý, bệnh thận, bệnh tim mạch, bệnh tiểu đường hay là bệnh cao huyết áp hay cái vấn đề bệnh sức khỏe mà chúng ta cần ăn xanh nhanh khỏe. Rồi thì sau video này em chúc tất cả anh chị em mình sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.